Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 4. Rồi bây giờ mời các em mở sách cùng em học toán lớp 4, tuần 25, tiết 1, phép nhân phân số. Trước hết là các em làm bài tập số 1, tính rồi rút gọn. Câu E, 2 phần 5 nhân 1 phần 8. Rồi khi thực hiện phép nhân hai phân số với nhau, các em chỉ việc lấy tử số nhân với tử số. Tử số là 2 nhân 1. Mẫu số nhân với mẫu số. Mẫu số là 5 nhân 8. 2 nhân 1 bằng 2. 5 nhân 8 bằng 40. Ta thấy 40 chia hết cho 2. Như vậy các em sẽ rút gọn phân số này bằng cách chia cả tử và mẫu cho 2. Tử số là 2 chia 2 bằng 1. Mẫu số là 40 chia 2 bằng 20. Được chưa? Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập nha. Rồi tiếp theo là 1 phần 6 nhân với 5 phần 6. Tử số là 1 nhân 5. Mẫu số là 6 nhân 6. 1 nhân 5 bằng 5. 6 nhân 6 bằng 36. Thì phân số này chúng ta không thể rút gọn được nữa. Như vậy phân số này là tối giản rồi. 5 phần 7 nhân với 2 phần 3. Tử số là 5 nhân 2. Mẫu số là 7 nhân 3. 5 nhân 2 bằng 10. 7 nhân 3 bằng 21. Phân số này chúng ta cũng không thể rút gọn được nữa. 9 phần 13 nhân với 7 phần 3. Tử số là 9 nhân 7. Mẫu số là 13 nhân 3. Ở đây các em có thể vừa tính vừa rút gọn luôn. 9 chia 3 bằng 3. 3 nhân 7 bằng 21. Mẫu số ở đây là 13. Được chưa? Rồi nếu em nào không thích nằm tắt thì các em nhân ra. Các em nhân ra sau đó là các em chia cả tử và mẫu cho 3 cũng được. Được chưa? Tiếp theo các em sang bài tập số 2 tính 6 phần 11 nhân 3. Phép nhân phân số với một số tự nhiên. 6 nhân 3. Mẫu số là 11. 6 nhân 3 bằng 18. 18 phần 11. Rồi chỗ này thì các em lấy 5 nhân 4. Mẫu là 9. 5 nhân 4 bằng 20. 20 phần 9. Chỗ này các em lấy 2 nhân 8. Mẫu là 12. 2 nhân 8 bằng 16. Mẫu là 12. Phân số này các em rút gọn. 16 bằng 4 nhân 4. 12 thì bằng 3 nhân 4.
Vậy các em chia cả tử và mẫu cho 4. 16 chia 4 bằng 4. 12 chia 4 bằng 3. 4 phần 3, được chưa? Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Câu A. 4 phần 5 nhân 3 phần 7. Tử số là 4 nhân 3. Mẫu số là 5 nhân 7. 4 nhân 3 bằng 12. 5 nhân 7 bằng 35. 3 phần 7 nhân 4 phần 5. Tử số là 3 nhân 4. Mẫu số là 7 nhân 5. 3 nhân 4 bằng 12. 7 nhân 5 bằng 35. Hai phép tính này đều có kết quả là 12 phần 35. Vậy 4 phần 5 nhân 3 phần 7 bằng 3 phần 7 nhân 4 phần 5. Tức là A nhân B bằng B nhân A. Hay nói cách khác là phép nhân hai phân số cũng có tính chất giao hoán. Được chưa? Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành câu B nhé. Câu B. Chỗ này chúng ta có tử số là 2 nhân 5. Mẫu số là 3 nhân 7. 2 nhân 5 bằng 10. 3 nhân 7 bằng 21. Rồi chỗ này chúng ta có tử số là 5 nhân 2. Mẫu số là 7 nhân 3. 5 nhân 2 bằng 10. 7 nhân 3 bằng 21. Hai kết quả đều bằng 10 phần 21. Vậy 2 phần 3 nhân 5 phần 7 bằng 5 phần 7 nhân 2 phần 3. Tính chất giao hoán của phép nhân 2 phân số. Tiếp theo em sang bài tập số 4, viết tiếp vào chỗ chấm. Mỗi cốc nước được tính khoảng 1 phần 4 lít nước. Mỗi ngày em uống khoảng 8 cốc nước. Hỏi mỗi ngày em uống khoảng bao nhiêu lít nước? Trả lời. Mỗi ngày em uống khoảng số lít nước là. Mỗi cốc là 1 phần 4 lít. Mà em uống khoảng 8 cốc. Thì chúng ta sẽ lấy 1 phần 4 nhân với 8. Tử số là 1 nhân 8 bằng 8. Mẫu là 4. 8 chia 4 bằng 2. 2 lít. Như vậy mỗi ngày em uống khoảng 2 lít nước. Được chưa? Rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Hoặc là các em có thể vào trực tiếp kênh. Các em tìm đến danh sách phát cùng em học toán lớp 4 để các em theo dõi nha. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.